Công nghệ hiện đại, an toàn, tiện ích nhưng vẫn đẳng cấp. Piezo Manly. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Cả mọi người, lại là Tuấn đây. Thì trong video ngày hôm nay, Tuấn sẽ giới thiệu với mọi người một cái mẫu xe đang là biểu tượng của nhà Piaggio, đó chính là Medley. Vậy những điểm nổi bật nào trên cái dòng xe Medley này đã khiến cho nó trở thành ông hoàng phân khúc của các dòng xe tay ga lớn? Thì trước khi giới thiệu về các công nghệ được trang bị trên cái dòng xe Medley này, Tuấn sẽ nói sơ về động cơ ở trên xe Medley. Thì hiện tại xe Medley đang được trang bị động cơ iGet với khối động cơ là 125 và 150. Thì giá bán chính thức của hai động cơ này mình sẽ để trực tiếp ở trên màn hình này, mọi người có thể theo dõi. Còn về các thiết kế bên ngoài, các công nghệ hiện đại trên xe đều tương tự nhau. Các bạn có thể thấy thì vẻ ngoài của dòng xe Medley này nhìn rất nam tính, thể thao, đầy cứng cáp. Ngoài ra các kỹ sư châu Âu cũng tính toán đến các chi tiết nổi bật, đặc trưng giúp cho cái dòng xe Medley này không bị nhầm lẫn với các dòng xe khác trên thị trường. Khi di chuyển trên cái dòng xe Medley này mang lại cảm giác lái an toàn trên mọi cung đường. Với kích thước bánh xe lớn và khối động cơ được làm mát bằng dung dịch, các trang bị hiện đại trên cái dòng xe Medley này mang lại cảm giác lái như thế nào? Trang bị công nghệ hiện đại đầu tiên mà Tuấn muốn giới thiệu cho mọi người đó chính là phanh ABS, chống bốc cứng phanh cả kênh trước và kênh sau của dòng xe Medley, giúp cho người lái có trải nghiệm lái an toàn trên mọi cung đường. Then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on the stage. Đèn pha phía trước được trang bị công nghệ LED 2 tầng, tăng khả năng chiếu sáng và cực kỳ an toàn khi mà di chuyển vào ban đêm. Đèn đề mi phía trước, đèn hậu phía sau được trang bị công nghệ LED, giúp tăng khả năng nhận diện xe khi di chuyển vào những cái cung đường xấu. Cụm xi nhan trước và sau được thiết kế với kích thước to, an toàn nhưng vẫn rất là đẳng cấp. Phần đầu xe, cụm công tắc được trang bị các phím chức năng đầy đủ các tính năng. Ngoài ra, mặt đồng hồ điện tử của xe cũng thể hiện đầy đủ các thông tin kỹ thuật của xe. I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wait. Qua nội dung ngày hôm nay thì Tuấn cũng đã giới thiệu cho mọi người các trang bị hiện đại cho cái dòng xe Medley này. Thì hiện tại dòng xe Medley đang có phiên bản S125 với giá bán chính thức là 79 triệu và S150 với giá bán chính thức là 95 triệu 300. Mọi người có bất kỳ câu hỏi nào có thể liên hệ trực tiếp với Tuấn qua số điện thoại 0938 947 935 hoặc có thể để lại bình luận dưới video ngày hôm nay. Ok, thì nếu mọi người thấy video này hay, có thể để lại cho Tuấn một like, một share và một subscribe để Tuấn có thêm nhiều cái động để làm ra những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.